Bà con ơi, bà con biết sầu riêng hết rồi đúng không? Nhưng mà sầu riêng á, là nó không có thân thiện gì với sức khỏe của người của mình. Cho nên sầu riêng nó có những cái trở ngại mà những người không ăn được sầu riêng á nha bà con. Những người không ăn được sầu riêng, bởi vì sầu riêng nó không thân thiện gì với sức khỏe của mình. Cho nên đường nó cao, sầu riêng nó ảnh hưởng đến sức khỏe đường huyết nè, nóng trong người nè, đầy bụng nè, thận khó chuyển quá. Đó, cho nên là những người này không ăn được và không ăn được nha bà con. Mà nó tốt cho sức khỏe, tăng cường về hệ miễn dịch, là nó ngăn ngừa ung thư nè, tiêu hóa nè, đó không? Những cái kia không nên ăn mà những người này có thể ăn được. Ngăn ngừa ung thư tiêu hóa như tôi ăn cũng được bà con. Cái mùi em tôi khó ăn quá, xương chắc khỏe. Không thân thiện máu, nó cải thiện cho máu. Lão quá, huyết áp tốt quá, tim mạch, giảm viêm khớp, giảm đau đầu. Nhưng mà phải ăn 3 muối một ngày thôi, nghĩa là 250 gram. Đại thấy không? Ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày. Sầu riêng là cái gốc nó Indonesia, Biên Hòa, Đồng Nai, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đồng Nam Bộ trồng rất nhiều. Ở Thái Lan cũng có nha bà con đó. Nhưng mà nó không thân thiện nhiều. Nếu ăn nhiều là nó gây trở ngại, tác hại cho người ăn. Cho nên chúng ta ăn chỉ 3 muối một ngày, 3 muối một ngày. Nhớ ăn bó hột nha bà con, đừng ở nơi luộc rồi gì đó. Cho nên nó không tốt đâu bà con. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.